vui mừng được chào đón quý vị đến cũng quay trở lại đồng hành cùng Con Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Con Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Con Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Bất ngờ tử vi tiết lộ sự thật Bính Ngọ sinh năm 1966, tháng 3 âm lịch này, tiền tỷ về chặt kết. Quý vị thân mến, cuộc đời khổ tận cam lai, không bè không bạn không ai giúp mình, bao nhiêu thất bại khổ đau, từ nay chấm hết vận xui đến mình. Bản mệnh cố gắng không ngừng, bốn mùa sung túc giàu sang bất ngờ. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi ngày hôm nay. Tử Vi nguyện cho quý cô bác anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Lời đầu tiên, đội ngũ biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới quý cô bác anh chị đã luôn động viên và đồng hành cùng Tử Vi trong suốt thời gian vừa qua. Thưa quý vị, Bính Ngọ 1966, năm 2024 này là năm cực kỳ quan trọng trong việc trấn an đất đai, điền trạch để cung tài lộc được nở rộ ào ào. Vậy nếu Bính Ngọ muốn năm 2024 này ấm no, tiền bạc ào ào, tài lộc nặng trĩu thì chớ bỏ qua video này nhé. Năm 2024 sẽ là năm khởi khí khai lộc bắt đầu cho một năm hoàn toàn mới. Bính Ngọ sẽ cải vận và đổi đời, sẽ chạm tay đến thành công và giàu có. Chỉ cần Bính Ngọ muốn thì chắc chắn sẽ đạt được, bởi sắp tới Bính Ngọ sẽ là con giáp duy nhất được thần tài ưu ái. Quý nhân nâng đỡ, vận số sẽ đỏ như son, đi đằng đông hốt vàng, đi đằng tây hốt bạc, làm gì cũng hốt ra tiền trong tháng 3 này. Theo kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rõ, tháng 3 âm lịch tới đây sẽ là thời điểm lộc tài vượng vận nhất trong năm nay, dành riêng cho Bính Ngọ. Cơ hội có 102 để Bính Ngọ vực dậy sự nghiệp, gỡ gạc những gì đã mất để vươn lên làm giàu. Cơ hội lớn nhất trong đời để giúp Bính Ngọ phát tài, phát lộc, thời tới là thế, nhưng sướng khổ là do bản thân có biết nắm bắt hay để nó vụt mất. Vậy làm thế nào để không bỏ lỡ thời cơ vàng này? Bính Ngọ hãy chủ động nắm bắt ngay bây giờ để bản mệnh được hanh thông và hưởng trọn vận may này ngay. Đừng chần chừ do dự mà tự đánh mất cơ hội. Số mệnh ban tặng, phàm là chuyện trên đời, muốn thành thì phải có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nay thời cơ đã đến, vậy muốn địa lợi nhân hòa nữa thì phải làm thế nào? Bản mệnh hãy chú ý theo dõi hết video ngày hôm nay để biết thêm đầy đủ chi tiết về vận may này. Và nếu quý cô bác thấy video này hay thì hãy để lại Tử Vi một bình luận là số 1. Nếu không hay thì hãy để lại số 0 để cho Tử Vi có thể cải thiện hơn nữa về chất lượng của video. Sau đây là đôi lời tâm sự của Tử Vi dành cho quý cô bác tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Quý cô bác thân mến, khi nhìn lại quãng đường đã qua, quý cô bác tuổi Bính Ngọ không khỏi chạnh lòng về những ký ức của những năm tháng cơ cực, túng thiếu, bần hàn trước đây, nó hẳn còn in sâu trong tâm trí mỗi người. Nhìn lại quãng đường đã qua, bao khó khăn, nhọc nhằn, bao mồ hôi, nước mắt đã đổ xuống để có được cuộc sống ngày hôm nay. Thời thơ ấu của tuổi Bính Ngọ gắn liền với những bữa cơm đạm bạc, với những hình ảnh cha mẹ tảo tần sớm hôm, lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho con. Chiếc áo vá, đôi dép quai hậu mòn gót là những kỷ niệm khó quên của một thời cơ cực. Tuy cuộc sống cơ cực, thiếu thốn, nhưng tuổi Bính Ngọ lại mang trong mình những phẩm chất tốt đẹp, hiền lành, nhân hậu hay giúp đỡ người khác. Dẫu bản thân gặp nhiều khó khăn, họ vẫn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình. Trải qua bao thăng trầm, biến cố của cuộc đời, tuổi Bính Ngọ vẫn giữ cho mình sự lạc quan, yêu đời. Họ luôn nỗ lực, cố gắng vươn lên, không ngại gian khổ để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhìn lại những gì tuổi Bính Ngọ đã trải qua, chúng ta không khỏi xúc động và cảm phục. Họ là những con người mạnh mẽ, kiên cường,
là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Tử Vi thấu hiểu những gian khổ hy sinh mà quý cô bác tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 đã trải qua. Chính những năm tháng cơ cực túng thiếu ấy đã hun đúc nên bản lĩnh, nghị lực phi thường và trái tim nhân hậu của quý cô bác. Và đến đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để tuổi Bính Ngọ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Bởi vì trong tháng 3 âm lịch này, bản mệnh nhận được nhiều cát tinh cao chiếu, vận trình khởi sắc, giúp xua tan mây mù ảm đạm từ tháng trước. Hầu hết các phương diện từ công việc, tài lộc, tình duyên của con giáp này đều có tin vui báo về. Mọi việc có chiều hướng đi lên. Nhân lúc này hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó vì khả năng thành công rất cao. Trong quá trình thực hiện có thể gặp trở ngại. Nhưng với các điều kiện thuận lợi này, bạn sẽ được giúp đỡ rất nhiều để vượt qua khó khăn, không phải lo nghĩ nhiều đâu. Tuy vậy, vì vận trình tháng trước không tốt nên tháng này bạn càng phải cẩn thận hơn. Làm đến đâu chắc đến đấy, việc mình làm chớ nên khoe khoang hay đao to, búa lớn, kẻo thu hút tiểu nhân quấy phá. Tiền bạc cũng không phải là vấn đề đối với người tuổi Ngọ trong tháng được tài tinh chiếu mệnh như này. Người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng được thị trường hoặc mở rộng được đối tượng khách hàng, nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn hẳn. Tuy nhiên, Nguyệt lệnh lâm quan khuyên bạn, dù có gặt hái được thành công lớn thế nào, bạn cũng cần phải giữ thái độ khiêm tốn, không ngừng học hỏi mọi người xung quanh. Nếu bạn khoe khoang, tự phụ, thì dễ rơi vào cảnh múa rìu qua mắt thợ, khiến người khác chê cười. Về phương diện tình cảm, đào hoa tinh Bách Việt gửi trao cho mệnh chủ nhiều cơ hội để làm mới đời sống tình cảm của mình. Chỉ cần bạn chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để người độc thân gặp được người tâm đầu ý hợp. Với các cặp vợ chồng nhìn chung gia đạo yên ổn, vợ chồng con cái hòa hợp, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải và mối quan hệ thêm khăng khít nhờ sự quan tâm, chăm sóc nhau chu đáo. Sức khỏe của bạn không có gì đáng lo. Tuy vậy, bạn vẫn nên chú ý nghỉ ngơi, điều độ, ăn uống, khoa học và giữ tinh thần lạc quan thì không lo bệnh tật tìm đến. Dù là một tháng thuận lợi về mọi mặt nhưng bạn cũng sẽ có rất nhiều việc để làm và theo đuổi. Cảm giác bận rộn là không thể tránh khỏi. Càng những lúc như vậy, càng phải chăm sóc sức khỏe đầy đủ. Công việc bận rộn, càng cần phải có nền tảng thể chất đảm bảo mới đáp ứng được cường độ làm việc cao. Còn một khi để đổ bệnh, dù bạn có ôm ấp tham vọng lớn lao đến đâu cũng chẳng có sức mà theo đuổi. Tiếp theo là nội dung tử vi chi tiết từng phương diện. Về phương diện sức khỏe, theo tử vi tháng 3 âm lịch cho con giáp tuổi Bính Ngọ. Về cơ bản, sức khỏe của người tuổi này luôn duy trì ở mức khá ổn định. Nhờ cơ thể khỏe mạnh và tinh thần hăng hái mà bạn có thể tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau, từ công việc cho đến tình cảm hoặc các hoạt động vận động. Dù có sức khỏe tốt, bạn cũng cần phải luôn chú ý giữ gìn. Hãy tích cực tham gia các hoạt động thể dục, thể thao một cách đều đặn, tránh xa các chất rượu, bia, thuốc lá. Nếu không phải trong trường hợp bất khả kháng thì không nên tiếp xúc. Thiên Cẩu cũng khuyên bạn không nên làm việc quá sức, dù công việc đang làm có quan trọng đến thế nào đi nữa. Nếu cố gắng quá nhiều trong một khoảng thời gian dài mà không chịu nghỉ ngơi, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, sức khỏe giảm sút, dễ mắc phải những căn bệnh vặt. Về phương diện tình duyên, gia đạo theo tử vi tình duyên tháng 3 cho tuổi Ngọ âm lịch, chuyện tình cảm của bản mệnh trong tháng này có hung cát đan xen, chủ yếu phải xem cách hành xử của bạn với những người đã lập gia đình. Ảnh hưởng của tự hình có thể khiến bạn dễ cảm thấy buồn bực, khó chịu. Tuy nhiên, thay vì giữ khư khư những cảm xúc tiêu cực trong lòng, hãy chia sẻ và tâm sự với nửa kia. Thiếu lắng nghe và phớt lờ lời nói của người ấy có thể khiến mâu thuẫn ngày càng tăng cao, dẫn đến sự xa cách và rạn nứt trong mối quan hệ. Do đó, Nguyệt lệnh đế vượng khuyên bạn nên là người chủ động xuống nước với nửa kia. Đừng để mọi chuyện quá muộn rồi mới cảm thấy hối tiếc. Nếu đôi bên kịp thời cứu vãn tình cảm, mối quan hệ của hai người sẽ được hàn gắn. Trong khoảng thời gian này, người độc thân có vẻ khá thờ ơ trong chuyện tình cảm. Bạn tự nhốt mình trong thế giới riêng vì cho rằng không ai có thể hiểu mình. Tuy nhiên, có một sự thật phải thừa nhận rằng nếu bạn không chủ động chia sẻ với người khác, thì người khác sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được bạn. Vì thế, điều bạn cần phải thay đổi chính là những suy nghĩ có phần tiêu cực, bi quan của mình.
về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 3 âm lịch cho quý mệnh chủ tuổi Bính Ngọ. Con giáp này may mắn được cả lục hợp thái tuế lẫn nguyệt lệnh lâm quan hỗ trợ nên vận khí khá vượng. Đặc biệt ở phương diện công danh, sự nghiệp, công việc dường như sẽ có sự ủng hộ từ những người thân yêu, mang lại cơ hội thăng tiến và thành công. Tuy nhiên, điều quan trọng là bản mệnh cần phải biết trước thời cơ, không nên để bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Thêm vào đó, với sự xuất hiện của cát tinh thái dương, con giáp này có thể nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ vận trình của mình. Với sự hiện diện của nhiều cát tinh, gánh nặng trên vai bản mệnh được giảm bớt đáng kể, không còn tình trạng là hướng như trước. Ngọn lửa nhiệt huyết trong bạn được thắp lên, tinh thần làm việc hăng say và sức sáng tạo dồi dào, giúp bạn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Thành quả tốt đẹp sẽ xứng đáng với nỗ lực của bạn. Sự chủ động và tự tin là chìa khóa giúp bạn gây ấn tượng tốt với quý nhân và cấp trên. Đừng ngại thử thách bản thân. Hãy tin tưởng vào năng lực và kinh nghiệm mà bạn đã tích lũy được. Khi cần thiết, đừng ngại ngần xin lời khuyên hay sự trợ giúp từ những người đi trước. Vận khí tháng này đang lên cao. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển bản thân và gặt hái thành công. Hãy luôn giữ thái độ cầu tiến, cần mẫn trong công việc. Mọi thứ sẽ tiến triển theo đúng dự liệu của bạn. Đặc biệt, với những người có ý định khởi nghiệp hay bắt đầu một công việc mới, bản mệnh nhờ được quý nhân giúp sức nên có thể mạnh dạn hiện thực hóa lý tưởng của mình. Xông xáo tiến hành dự định ấp ủ từ lâu thì tỷ lệ thành công cũng rất cao. Tuy nhiên, sự ổn định vẫn là yếu tố then chốt. Bạn cần tránh nóng vội để không đánh mất vận may và khiến mọi việc thất bại. Hãy tận dụng cơ hội để thể hiện bản thân và nhận được sự ủng hộ từ mọi người, đồng thời luôn thể hiện thái độ trân trọng đối với những ai đã giúp đỡ bạn về phương diện tài lộc. Theo dõi tử vi tháng 3 âm lịch của con giáp tuổi Bính Ngọ, không chỉ công việc, phương diện tài lộc của bản mệnh cũng hứa hẹn có sự biến động theo chiều hướng có lợi cho bạn. Việc kiếm tiền tăng thêm thu nhập khá suôn sẻ, tiền của tích lũy được cũng nhiều hơn, nguồn thu nhập chính vẫn đến từ chính tài. Điều này cho thấy tháng này chính tài nhỉnh hơn thứ tài, do công việc của những người làm công ăn lương có nhiều khởi sắc. Việc kinh doanh tuy không bùng nổ, nhưng vẫn có khoản thu nhập đều đặn. Tuy nhiên, đây chưa phải thời điểm để bạn phát tài lớn. Dù vậy, với những người coi kinh doanh là nguồn kiếm cơm chính, bạn nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ ngay khi có thể. Tháng này, chuyện buôn bán khá thuận, bản mệnh nên tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình. Hãy xông xáo, đi xa tìm hiểu thị trường để thu thập thông tin và mở rộng mối quan hệ. Lục hợp sẽ hỗ trợ bạn trong việc kết giao và hợp tác làm ăn. Tuy nhiên, lòng người khó đoán, bạn nên thận trọng khi kết giao, tránh bị lừa gạt. Hãy tỉnh táo và sáng suốt để đưa ra quyết định đúng đắn. Dù làm trong lĩnh vực nào, bạn cũng nên chi tiêu có kế hoạch để tránh tình trạng tiền vào túi đã ra ngay. Hãy tiết kiệm để dự phòng cho những trường hợp bất ngờ và đầu tư cho tương lai. Quý vị thân mến, trong một tháng thì những ngày tốt và ngày xấu luôn song hành với nhau. Việc biết trước các ngày tốt và xấu có thể giúp quý vị chuẩn bị tinh thần và lập kế hoạch hiệu quả hơn cho các hoạt động quan trọng. Các ngày tốt thích hợp cho công việc lớn và quan trọng, trong khi các ngày xấu nên hạn chế quyết định và chú trọng đến sức khỏe và tinh thần. Việc nắm vững lịch ngày tốt và xấu cũng giúp quý vị tối ưu hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong mọi tình huống. Vậy, để biết được ngày nào tốt, ngày nào xấu, thì xin mời quý vị cùng theo dõi ngay dưới đây nhé. 5 ngày tốt trong tháng 3 âm lịch. 1. Thứ Tư, ngày 10 tháng 4, tức ngày 2 tháng 3 âm lịch, Thiên Can, Giáp, địa chi, Thìn, sau, Nguyệt Đức, giờ tốt, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc nên làm: xuất hành, khai trương, động thổ, sửa nhà, mua sắm, cưới hỏi, nhập trạch. 2. Thứ Bảy, ngày 20 tháng 4, tức ngày 12 tháng 3 âm lịch, Thiên Can, Giáp, địa chi, Dần, sao, Thiên Quan, giờ tốt, Dần, 3 giờ đến 5 giờ, Mão,
5 giờ đến 7 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ. Việc nên làm: xuất hành, khai trương, động thổ, sửa nhà, mua sắm, cưới hỏi, nhập trạch. 3. Chủ nhật, ngày 28 tháng 4, tức ngày 20 tháng 3 âm lịch, Thiên Can, Ất, Địa Chi, Mão, Sao, Phúc Đức, giờ tốt, Tý, 23 giờ đến 1 giờ, Sổ, 1 giờ đến 3 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc nên làm: xuất hành, khai trương, động thổ, sửa nhà, mua sắm, cưới hỏi, nhập trạch. 4. Thứ hai, ngày 29 tháng 4, tức ngày 21 tháng 3 âm lịch, Thiên Can, Bính, Địa Chi, Thìn, Sao, Thiên Hỷ, giờ tốt, Dần, 3 giờ đến 5 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ. Việc nên làm: xuất hành, khai trương, động thổ, sửa nhà, mua sắm, cưới hỏi, nhập trạch. 5. Thứ ba, ngày 30 tháng 4, tức ngày 22 tháng 3 âm lịch, Thiên Can, Đinh, Địa Chi, Tỵ, Sao, Nguyệt Đức, giờ tốt, Tý, 23 giờ đến 1 giờ, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc nên làm: xuất hành, khai trương, động thổ, sửa nhà, mua sắm, cưới hỏi, nhập trạch. Ngày xấu, 1. Thứ sáu, ngày 12 tháng 4, tức ngày 4 tháng 3 âm lịch, Thiên Can, Bính, Địa Chi, Thìn, Sao, Tử Phủ, giờ xấu, Dần, 3 giờ đến 5 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ. Việc nên tránh: xuất hành, khai trương, động thổ, sửa nhà, mua sắm, cưới hỏi, nhập trạch. 2. Ngày 19 tháng 4, tức ngày 11 tháng 3 âm lịch, Thiên Can, Nhâm, Địa Chi, Dần, Sao, Thiên Lao, giờ xấu, Tý, 23 giờ đến 1 giờ, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc nên tránh: xuất hành, khai trương, động thổ, sửa nhà, mua sắm, cưới hỏi, nhập trạch. 3. Thứ hai, ngày 22 tháng 4, tức ngày 14 tháng 3 âm lịch, Thiên Can, Bính, Địa Chi, Tỵ, Sao, Nguyệt Kiến, giờ xấu, Dần, 3 giờ đến 5 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ. Việc nên tránh: xuất hành, khai trương, động thổ, sửa nhà, mua sắm, cưới hỏi, nhập trạch. 4. Thứ tư, ngày 24 tháng 4, tức ngày 16 tháng 3 âm lịch, Thiên Can, Mậu, Địa Chi, Mùi, Sao, Thiên Quan, giờ xấu, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc nên tránh: xuất hành, khai trương, động thổ, sửa nhà, mua sắm, cưới hỏi, nhập trạch. 5. Ngày 23 tháng 4, tức ngày 13 tháng 3 âm lịch, Sao xấu, Đại Hao, Nguyệt Phá, giờ xấu, Tý, 23 giờ đến 1 giờ, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Việc nên tránh: khai trương, động thổ, sửa nhà, mua sắm vật dụng, đi xa, cầu tài. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Bất Ngờ Tử Vi Tiết Lộ. Sự thật Bính Ngọ sinh năm 1966, tháng 3 âm lịch này, tiền tỷ về chặt két từ đội ngũ biên tập chương trình. Trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
Thưa quý vị, phần cuối chương trình là chuyên mục lời Phật dạy. Tử Vi xin mời quý vị hãy nán lại ít phút lắng nghe. 1. Sự khiêm tốn, đức hạnh, khiêm nhường mới là đỉnh cao của sự tu dưỡng. Câu chuyện thứ nhất, ve sầu và chim nhạn. Thời xa xưa khi ve sầu còn chưa biết bay, một ngày nọ, nhìn thấy một con chim nhạn tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn, ve sầu vô cùng ngưỡng mộ. Ve sầu mời chim nhạn về dạy mình cách bay, chim nhạn đồng ý, nhưng học bay nào phải chuyện dễ dàng. Ve sầu sợ khổ lại nóng lòng, muốn biết bay thật nhanh, hết chạy đông lại chạy tây, nhấp nhổm không nghiêm túc. Chim nhạn vẫn bình tĩnh giảng giải kỹ càng cho ve sầu về cách bay. Ve sầu nghe câu được câu không, chỉ luôn miệng đáp biết rồi, sau đó chim nhạn để ve sầu bay thử. Quả thực ve sầu đã cất cánh bay được. Ve sầu nghĩ bụng, hóa ra bay cũng chẳng khó như ta nghĩ. Mùa thu đến, chim nhạn phải bay về phương Nam. Ve sầu rất muốn dương cánh bay cao đi theo chim nhạn. Thế nhưng dù nó có cố vẫy cánh đến đâu cũng không thể bay cao như chim nhạn được. Lúc đó, ve sầu nhìn chim nhạn, lượng cánh bay lượn ở trên bầu trời bao la mới thấy hối hận bản thân quá tự mãn. Dù nó có cố gắng luyện tập đến đâu cũng đã muộn rồi. Bài học rút ra, trong cuộc sống có không ít người giống như ve sầu kia, mới học được một giọt nước đã nghĩ mình biết cả đại dương. Tự mãn khiến cho ánh mắt chúng ta trở nên thiển cận, bằng lòng với hiện tại, lê biếng khiến chúng ta dậm chân tại chỗ, vụt mất những cơ hội quý giá. Câu chuyện thứ hai, lão thiền sư và Phật tử. Một Phật tử có trình độ học vấn thâm sâu. Nghe nói trong ngôi chùa nọ có một vị lão thiền sư đức cao vọng trọng, liền muốn tới viếng thăm. Tới nơi, chỉ có học trò của lão thiền sư ra tiếp người đó. Thái độ của người này trở nên ngạo mạn, nghĩ trong đầu, mình là Phật tử có trình độ thâm sâu, liệu ông ta xếp thứ mấy? Sau đó lão thiền sư ra tiếp đón người này vô cùng cung kính, còn tự tay pha trà mời khách. Nhưng khi đang rót trà, rõ ràng ly đã đầy mà lão thiền sư vẫn không ngừng tay rót. Người kia thấy vậy mới hỏi đại sư, tại sao ly đã đầy mà ông vẫn không ngừng rót? Đại sư trả lời đúng vậy, nếu đã đầy rồi, còn rót làm gì nữa chứ? Bài học rút ra, ý của vị thiền sư là, nếu người kia đã có trình độ cao siêu, sao còn phải đến chỗ ông thỉnh giáo làm gì? Trong cuộc sống, nếu như muốn học được nhiều thứ hay ho hơn ngoài thế giới, ta trước hết phải tự biến mình thành một cái ly rỗng thì mới có thể chứa đựng được những kiến thức mới. Đừng kiêu ngạo, tự mãn cho rằng mình đã biết hết vì kiến thức bao la như biển cả. Chẳng ai có thể học hết được mọi thứ trên đời này. Hai câu chuyện trên đây chính là tinh túy trong lời Phật dạy về khiêm tốn. Khiêm tốn là đức hạnh tu dưỡng cao siêu mà ai cũng phải học suốt đời. Khiêm tốn trong việc học, việc tu thân, dưỡng tính, việc giao tiếp giữa người với người. Càng học cao, học rộng thì càng phải khiêm tốn. Còn nếu học nhiều mà đối xử tự cao, khinh khi với cha mẹ, anh em, thầy cô, người thân, thì bản thân sẽ trở thành liều thuốc độc gây hại, đánh mất vầng hào quang trong mắt người xung quanh và tự chuốc lấy đau khổ. Con người dù giàu hay nghèo, nhưng học được cách lắng nghe, khiêm tốn trong từng lời nói, cử chỉ thì chắc chắn sẽ được người khác kính nể, yêu quý. Đó chính là phúc báo, còn nói quá nhiều, lại nói những lời vô ích, tự cao, tự đắc, đơm đặt bìa chuyện, thì chỉ khiến người khác chán ghét, coi thường. Đó chính là nghiệp báo. Phật dạy nền tảng của lương thiện là khiêm tốn. Khởi nguồn của tà ác chính là ngạo mạn, lúa càng chín càng rũ đầu cúi thấp. Nói lời khiêm tốn chính là một cảnh giới của sự tu dưỡng. Người xưa có câu, người đại tài có bản lĩnh thì không bao giờ nổi nóng. Người trung tài có bản lĩnh đôi lúc sẽ nổi nóng, còn kẻ bất tài thì không có bản lĩnh và luôn nóng nảy. Khiêm tốn là đỉnh cao của sự tu dưỡng bản thân. Cũng giống như nơi đất trũng thì nước sẽ tràn về nơi đó. Người biết khiêm tốn sẽ có thể học được nhiều điều hay, tu dưỡng đức hạnh thanh cao vẹn toàn bản thân, làm gương cho người khác học tập. Hơn nữa, người khiêm tốn luôn được mọi người xung quanh yêu mến, quý trọng. Sự khiêm tốn chẳng phải ngày một, ngày hai mà có, phải tu tâm dưỡng tính từ khi còn nhỏ. Trong bất kể hoàn cảnh nào,
giống như tích từng giọt nước nhỏ lâu ngày nhất định sẽ đầy chiếc lu to. Người ngạo mạn, tự kiêu, dù công danh, sự nghiệp có vẻ vang đến đâu cũng chỉ được trong chốc lát, bởi những người như vậy không đủ phúc đức nên không thể nuôi dưỡng được lâu dài. Ngày ngày cầu công danh, giàu sang phú quý, nhưng không khiêm tốn thì khó mà đạt được thành tựu như mong ước. Một vị lão hòa thượng có nói rằng, tu là từ mẫn vật, khiêm tốn từ y, thiên tài tọa xứ, thuyết luật pháp ngữ, tiến quá mạc nhiên, nghĩa là người tu hành phải có lòng yêu thương vạn vật, phải biết khiêm tốn, nhún nhường, hiểu được bổn phận của bản thân, luận bàn mọi việc theo lời Phật dạy, tự sám hối về lỗi lầm của bản thân, chớ nên tìm lỗi của người khác. Khiêm tốn còn giúp ta nhận ra những thiếu sót của bản thân để sửa đổi. Vì không kiêu căng ngạo mạn nên luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của người khác để hoàn thiện bản thân. Sự khiêm tốn sẽ giúp người ta đứng vững trên đỉnh cao danh vọng và được nhiều người ủng hộ, giúp đỡ, kính trọng. Trái lại, những kẻ tự mãn cho mình là tài giỏi mà khinh bỉ người xung quanh sẽ ít thành công và đạt được danh vọng như ý muốn. Những người như vậy thường thất bại vì sự ganh ghét, đố kỵ của người khác. Làm thế nào để rèn luyện được đức tính khiêm tốn, học cách im lặng? Phật dạy muốn khiêm tốn, trước hết ta phải học cách im lặng, bởi chỉ khi im lặng thì trí tuệ mới sinh ra, sự minh mẫn và im lặng mới có sự sâu lắng càng cao. Có những trường hợp bắt buộc phải nói, nhưng nói đủ, nói đúng, nói hợp hoàn cảnh. Ông bà xưa có câu học ăn, học nói, học gói, học mở, cái gì cũng cần phải học và im lặng cũng vậy. Chúng ta phải học cách khi nào nên nói, khi nào nên im lặng. Im lặng là sức mạnh, không ganh đua với kẻ tiểu nhân, không tranh luận với người không cùng trình độ và không cự lự với người tự kiêu luôn cho mình là đúng. Làm được những điều đó là ta đã nhẫn nhịn khi cần thiết, ấy chính là khiêm tốn. Học cách lắng nghe và biết ơn. Hãy mở tâm trí và lắng nghe những ý kiến của người khác. Nếu bạn đúng, đừng sợ lời nói của người khác ảnh hưởng đến cảm xúc hay suy nghĩ của bạn. Lắng nghe còn giúp ta nhận ra được những điều ta chưa biết, chưa hiểu để không đưa ra quyết định sai lầm. Không chỉ lắng nghe, ta còn phải biết ơn những gì mình đang có, biết ơn để nhận ra những thiếu sót của mình, chứ không phải đi soi mói với lỗi lầm của người khác. Phải có lòng bao dung. Nếu không có lòng bao dung, sẽ chẳng thể có được sự khiêm tốn. Bao dung để dung nạp mọi thứ, bao dung để thứ tha và bao dung để tâm nhẹ lòng an. Khổng Tử nói người bao dung, thiện lương sẽ có được cảm tình của mọi người. Lão Tử nói, sông và biển mênh mông sâu thẳm là do chúng ở vị trí thấp để nhận nước từ những khe suối nhỏ bé từ khắp nơi. Vì thế, điều quan trọng khi rèn luyện khiêm tốn là phải học cách bao dung với cuộc đời, khoan dung, độ lượng với người, chính là tạo phúc báo cho mình. Vậy là, lời Phật dạy về khiêm tốn giúp ta hiểu ra rằng chỉ khi nào con người biết khiêm tốn thì mới dễ thành công và nhận được phúc báo. Làm người phải biết khiêm tốn, lấy khiêm nhường làm thước đo để hành xử. Đó mới chính là đỉnh cao của sự tu dưỡng bản thân. 2. Không làm các điều ác. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ. Nên làm các việc lành, tự thanh tịnh tâm, không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch. 9 lời chư Phật dạy, kinh Pháp Cú, phẩm Phật Đà. Câu 183, chúng ta học Phật nên bỏ đi thói quen cũ này. Tọa thiền, niệm Phật chỉ là hình tướng bên ngoài của học Phật. Nếu như cuộc sống hàng ngày không tích lũy phước đức thì lúc tọa thiền, những thói quen cũ lại khởi lên. Bởi thế, chúng ta nên từ trên căn bản mà sửa đổi ngay những thói quen cũ này. Từ căn bản là thế nào? Tức là sửa đổi ngay ở 6 căn của chúng ta. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. 6 căn là tất cả căn bản trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Vì thế trong cuộc sống hàng ngày chúng ta từ 6 căn, không làm các việc ác, mà làm các việc thiện. Chúng ta làm cho lục căn thanh tịnh, tịnh hóa những cấu nhiễm trong cuộc sống. Chỉ cần hàng ngày chúng ta làm cho tâm thanh tịnh, thì chúng ta sẽ an nhiên thảnh thơi, thoát khỏi những lo lắng, muộn phiền tiếc nuối, thì đó chính là thiền, là định. Bởi vậy, chúng ta học Phật tu hành nên bỏ đi những thói quen cũ này, ngay trong cuộc sống thường nhật,
không làm các việc ác, mà làm các việc thiện, đó là chứng minh chúng ta tu hành. Thành tựu đó là con đường tránh để học Phật. Không làm ác mà làm lành là một việc hết sức bình thường, không giống như tứ thiền bát định, thiền chỉ thiền quán. Cho nên chúng ta xem thường nó. Như vậy thì chúng ta học Phật cũng như đi xem kịch mà không vì việc liễu sanh thoát tử. Nếu là như vậy thì tín và nguyện của chúng ta là bất chánh, mà bất chánh thì rơi vào tà đạo. Một người tín nguyện chân chánh xem thường việc không làm điều ác, thường làm việc lành thì đã đi con đường cong kẹo, rất dễ gặp phải những chướng ngại khác. Điều này thấy rất đơn giản nhưng lại rất xấu xa. Phật dạy rằng, tất cả những việc làm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đều là biểu hiện ra bên ngoài của nội tâm, động niệm mà khởi, hành vi bên ngoài và tâm niệm bên trong. Không có sai biệt, khi chúng ta tọa thiền đạt được cảnh giới nào, tầng thiền nào đều tương ứng với phương đức tu hành. Trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, nếu một người tích lũy phước đức cao, thì khi tọa thiền sẽ để đạt được cảnh giới cao. Và ngược lại, một người bình thường không tạo phước đức nghiệp chướng sâu dày thì dù có ngồi thiền một đời cũng không đạt được gì cả. Bình thường chúng ta nói, tu hành, liền nghĩ đến ngồi thiền hay những gì cao xa lắm. Thì thật, tu hành là tích lũy phước đức, tu 37 phẩm trợ đạo lục độ vạn hạnh, nhưng không chỉ hoàn toàn tìm cầu phước báo bên ngoài, mà là tự tịnh kỳ ý, làm cho tâm ý mình thanh tịnh, trong sạch. Rất nhiều người nghĩ rằng tự tịnh kỳ ý là công phu của tọa thiền niệm Phật, từ cái nhân quả cảm thấy không đúng lắm. Tự tịnh kỳ ý là công phu của chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành mà được vậy. Tu hành thì chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành là việc chính hành. Còn tọa thiền niệm Phật là trở hành. Tư Vi cảm thấy rất nhiều người đánh giá thấp thâm ý của chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Trong bài kệ này, hai câu này không chỉ là tư tưởng căn bản của lục tổ đàn kinh, làm việc chánh, tức là đạo, cũng tương ứng với câu dĩ giới vi sư, tức là làm việc ác, là phạm giới. Việc thiện mà không làm cũng phạm giới. Có người định nghĩa, tam vô lậu học như sau, giới là chỉ giới, thiền là tọa thiền, như vậy cũng sai rồi. Hàm ý chân chánh của tam vô lậu học là nhân giới danh định, nhân định phát tuệ. Cũng có thể nói công phu của việc chỉ giới là công phu của chư ác bạc tác, chúng thiện phục hành. Khi giới đã thuần phục thì tự nhiên phát định. Định ở đây không phải là tọa thiền nhập định, định. Không chỉ có ở Phật giáo mà các ngoại đạo cũng có. Tọa thiền nhập định chỉ là một loại trợ hành mà thôi. Chư ác mạc tác chúng thiện phục hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, quả thật là một huấn thị tuyệt vời. Hàm chứa dụng đại từ, đại bi của giáo chủ Thích Ca, Ngài đã vì người hậu thế học Phật chúng ta mà thiết lập con đường sắc chánh đạo rất dễ hành, mọi người đều có thể hành, là một ngày đạt được một ngày, một người làm được việc tốt không khó. Khó là cả đời làm việc tốt, không làm việc xấu, đạt được những vấn đề này quả thật không dễ. Như vậy mới chính là công phu tu tập, cho nên chữ ác mạc tác, chúng thiện phục hành, cũng dễ làm nhưng cũng không dễ. Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành là phương thức để đến tự tịnh kỳ ý. Đó cũng là phát ngôn của lý không của việc thể chứng vô ngã. Thông thường, chúng ta từ trên giáo lý mà nắm bắt lý không vô ngã. Trên thực tế như vậy, cũng không hiểu thấu đáo, chỉ có thể thực hành. Sau cùng mới có thể chân thật thể chứng lý không của vô ngã. Nếu muốn tọa thiền quán tưởng để cầu siêu giải được không, mà cuộc sống hàng ngày không có bảo chứng công phu của hành vi, thì không thể ngộ được lý không. Bởi vì chúng ta ngồi đó mà cứ không a không a thì đó là từ ngã cầu không, làm cho trong ý thức ở cảnh giới nghĩ rằng có một chút gì đó là không, nhưng mà ngã vẫn còn nguyên đó. Cầu không như vậy, chỉ là tự lừa dối mình thôi. Làm không được lý không của vô ngã thì đều giả không. Nếu một người trong cuộc sống hàng ngày thường nghĩ đến người khác mà quên đi chính mình thì người đó đã trải qua thể chứng không của vô ngã. Ở đây Tử Vi lại nghĩ đến lục tổ đàn kinh. Người sau này đọc lục tổ đàn kinh rất ít chú ý đến phát ngôn tốn ngộ của kinh. Phát ngôn tốn ngộ của lục tổ được xây dựng trên cơ sở của câu làm việc chánh, tức là đạo. Không có công phu bình thường, làm việc chánh, tức là đạo này thì cũng giống như xây lầu cát trên không mà thôi. Trong lục tổ kinh, vị bậc thượng căn, thượng trí mà khai lập pháp môn thủ thắng đốn ngộ, đồng thời cũng nhấn mạnh công phu thông thường của làm việc chánh,
Tức là đạo giống như tâm bình thì việc gì phải chỉ giới hành đúng thì việc gì phải tu thiền. Nói đến cùng, phát môn đốn ngộ cũng là công phu. Thường ngày là công phu thường ngày của bậc thượng căn. Và nói đến bậc thượng căn, tức là không phải chỉ cho những người thông minh, mà là chỉ cho những bậc có thiện nghiệp. Sâu dày tâm bình hành trực chỉ có những người có thiện nghiệp sâu dày. Tâm bình hành trực tích lũy công phu đến một trình độ nhất định, cơ duyên thuần thục, giống như quả chín thì rụng, khai ngộ thôi. Cho nên phương châm làm việc chánh là đạo, cùng với pháp môn đốn ngộ trên phương diện công phu là giống nhau. Người trước là xem trọng phần nhân mà nói, người sau vì xem trọng phần quả mà nói. Cho nên Lục Tổ nói, Phật Pháp ở tại thế gian, không xa lìa thế gian mà giác ngộ. Nếu tách khỏi thế gian mà tìm cầu bồ đề thì cũng như đi tìm lông rùa sừng thỏ. Chúng ta đọc đàn kinh dù thế nào cũng nên say mê cách miêu tả ngoại tướng của phát ngôn đốn ngộ như: trong một sát là vọng niệm tiêu diệt, nếu nhận thức được tự tánh một khi ngộ thì thành Phật. Lục Tổ khai lập phương tiện như vậy không sai, nhưng người học Phật chúng ta nghĩ như vậy, tức sai, là vọng tưởng chúng ta nên đi theo chữ ác mà tác, chúng thiện phục hành mà cố gắng thực hành. Điều mà Tử Vi cảm thấy buồn nhất là từ sau đời Đường Thiền Tông phát triển, ngồi thiền giống như phong trào, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào phát ngôn đốn ngộ, đều muốn lập tức thành Phật mà vấn đề chư ác mạc tác, chúng thiện phục hành rất ít được người nghĩ đến, thậm chí còn xa vào sự tranh cãi giữa hai phát môn, đốn và tiệm. Đây là điều đáng lo của Phật giáo. Vứt bỏ cơ bản của Phật giáo mà đi tìm kiếm những cành lá vụn vặt là điều không nên. Trong tất cả kinh điển Tam Tạng, 12 bộ đều là những điều cơ bản và căn bản phân tích rõ thế nào là hành đúng chánh đạo. 37 phẩm trợ đạo lục độ, tứ nhiếp pháp đều là giáo pháp quan trọng của Phật giáo. Đó cũng là sức sống hiện tại của Phật giáo. Lục Tổ Kinh, vì bậc thượng căn lập nên pháp môn đốn ngộ, đồng thời cũng chứa đựng phát môn niệm tu, pháp tức không đốn ngộ, chỉ có nhanh hay chậm mà thôi. Chánh pháp vốn không có đốn tiệm, chỉ có con người có lợi, căn độn căn mà thôi. Tự thức bổn tâm, tự kiến bốn tánh, tức không có gì sai biệt. Cho nên lập đốn tiệm chỉ là giả danh. Nếu chúng ta đọc kỹ thư tịch lịch sử và đăng lục, sẽ dễ dàng phát hiện chư vị cao tăng đại đức thời xưa đều xem trọng chánh hạnh trong cuộc sống hàng ngày, như Mã Tổ Đạo Nhất nói bình thường tâm thị đạo, đó là yêu cầu chúng ta tu hành trong cuộc sống hàng ngày, trong thời cận đại và đương đại, như Đại sư Hư Vân và chư tôn đức hiện tại cũng hết lòng khuyên bảo đệ tử rằng học Phật nên từ chánh hạnh mà bắt đầu, đó là cơ bản của Phật giáo. Trước đây thường có người đến hỏi Tử Vi thiền là gì, Tử Vi trả lời họ: không suy nghĩ lung tung, không suy nghĩ vớ vẩn, đó là thiền. Chúng ta hàng ngày thường hành chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành là vì mục đích thâm áo của quán không để chứng ngộ vô ngã, chứ không vì tìm cầu phước báo. Nếu vì mục đích cầu phước thì rơi vào chấp tướng, không thể thoát ly sanh tử, vượt qua luân hồi, lục đạo. Điều này làm chúng ta nghĩ đến những người gương mẫu của xã hội. Họ đều là những người tốt, vì xã hội cống hiến nên được chọn làm gương mẫu, nhưng sau đó cảm thấy bị áp lực rất nhiều và mệt mỏi, bởi vì họ chấp giữ tướng nội tâm bị chằng chịt trong danh dự. Gương mẫu, người học Phật nên ngay trong cuộc sống thường nhật mà bỏ ác làm lành, thực hành theo chánh đạo, không chấp xử tướng, làm theo sự lý, tự tại vô ngại và cuối cùng sẽ chứng Phật quả. Và sự thật thì chúng ta đều khẳng định rằng nếu chúng ta làm việc tốt thì được mọi người khen ngợi và tự mình trong lòng cảm thấy vui, ăn ngon ngủ được. Nhưng nếu hôm nào làm một việc gì xấu thì bị mọi người khinh thường, tuy họ không nói ra nhưng lòng ta cũng cảm thấy áy náy, ăn không ngon, ngủ không yên. Vì thế, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không nên xem thường việc làm trong cuộc sống hàng ngày. Thật đáng sợ, một hành vi bé tí, một ý niệm nhỏ nhỏ đều ảnh hưởng đến nội tâm của chúng ta. Đó là lý do hôm nay chúng ta làm mới hai câu kệ: chư ác mạc tác, chúng thiện phục hành. Quý vị cô bác anh chị thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất,
hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước.